cái chất độc hại của công ty Nam Việt mà gây ra ô nhiễm môi trường của xung quanh xóm Phình, và chắc là tới đây mà mưa nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cả xã Phượng Tiến luôn, chứ không riêng gì xóm Phình, mà đặc trưng đặc thù là xóm Phình là bị nhiều nhất, là một xóm đầu nguồn mà cũng là cái xóm nghèo nhất của cái xã Phượng Tiến. Thì mong muốn của gia đình và mong muốn của xóm Phình nói riêng, của xã là nói chung, là cũng đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét mà giải quyết giúp đỡ để môi trường nó trong sạch đẹp, mà công ty vẫn hoạt động, mà nhân dân vẫn có cái chỗ mà sinh sống và làm ăn, đã không ảnh hưởng đến chất lượng ô nhiễm không khí, môi trường và nước thải. Sở Tài nguyên Môi trường nhận được công văn của Ban huyện Định Hóa phản ánh về công ty Nam Việt gây ô nhiễm môi trường đối với trường hợp về gia đình nhà ông Thu ở xã Phụ Tiến. Thì ngay sau khi nhận được thông tin của Ban huyện Định Hóa, thì lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo thanh tra là kiểm tra xác minh. Trong quá trình xác minh, tôi thấy có nhiều nội dung mà chúng tôi cần phải làm rõ. Chính vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với cục với phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Thái Nguyên cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để đang xác minh làm rõ các nội dung theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa. Cơ quan chức năng môi trường của tỉnh đã về tới xóm, nhưng mà đến nay thì cũng về lâu lắm rồi nhưng mà chưa có kết quả, và đã lấy mẫu của cái chất thải đấy của công ty Nam Việt mà mang đi mà chưa có kết quả là mẫu có chất lượng hay không, và có đảm bảo với lại cái môi trường cho phép để thải ra môi trường bên ngoài không, thì cái này thì xóm cũng chưa được biết mà gia đình cũng chưa biết.